làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếu. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạn phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Người giấy. Hiếu Hiếu, cháu đi gọi đế đế giúp ông tưới hoa đi. Em ấy thích làm việc này lắm. Đế đế, ông nội tìm em đấy. Không có người trả lời. Đế đế không có nhà hay sao nhỉ? Tiểu Súng, cậu đi đâu đấy? Lúc nãy cậu ra ngoài rồi mà, sao vẫn còn ở đây? Lúc nãy là người bằng giấy đấy. Hả? Chỉ cần dùng dung dịch thuốc nở phun trên bề mặt người giấy là người giấy biến thành người thật. Còn người thật có thể thay thế để làm việc khác nữa. Giờ tớ đang có việc không thể rời đây, nên tớ dùng người giấy đi giúp tớ. Thế á? Ôi, ông nội vẫn chờ đợi đây này. Sao chẳng thấy ai ra nhỉ? Ôi, cháu quên mất, đệ đệ không có ở nhà không ạ? Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Cháu nên chủ động hỏi nhu cầu của người lớn chứ. Không phải khi người lớn nhờ, cháu đi gọi người khác thì cháu lại có thái độ qua loa như vậy. Quan trọng nhất là, đệ đệ không có nhà thì cháu phải kịp thời báo cho ông biết. Cháu để ông đợi như vậy, có nên không? Cháu xin lỗi ông ạ, lần sau cháu không như thế nữa. Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ qua. Hiếu Hiếu, có chuyện gì vậy? Ai gọi điện thoại thế? À, bà ngoại gọi điện đến đấy. Bà bảo ông ngoại có việc đi xa nên gọi tớ về quê giúp nhặt táo. Giúp đỡ người lớn là một cơ hội rất tốt. Tại sao cô lại do dự cơ chứ? Nhưng tớ còn muốn đọc thêm sách một chút. Hay là Tiểu Sủng ơi, cho tớ mượn người giấy nhá. Tớ sẽ bảo các bạn ấy đi giúp tớ. Đạo tận hiếu, quan trọng là chính ta phải đích thân đi làm. Nhiều người khác đi làm hộ thì không có tốt. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp bà ngoại với tấm lòng vô cùng cung kính. Sử dụng người giấy cũng chỉ là giúp tăng năng suất lao động thôi mà. Như thế, tớ sẽ hoàn thành sớm công việc và có thêm thời gian đọc sách. Thôi được rồi, nhưng cậu nhất định phải có tâm cung kính đấy. Cháu bà ở đây rồi, nhanh ra đây để bà ôm cái nào. Bà. Hiếu Hiếu. Bà ơi, cháu ở đây. Hiếu Hiếu, cháu dọa bà rồi. Làm bà suýt nữa mắc bệnh tim đó. Bà ơi, cái này do Tiểu Sủng dùng phép thuật biến thành người giấy đấy ạ. Nhiều táo rơi xuống đất như vậy, nếu nhặt thu gom lại thì sẽ rất chậm. Nên con đã đưa các bạn ấy đến đây để giúp bà, để cháu có thể về sớm ạ. Cháu về sớm vậy ư? Có ai ở nhà không? Ông ấy không có nhà. Bà ơi, để cháu cho người giấy thử bà nhé. Người giấy làm được không cháu? Sao lại có hai Hiếu Hiếu thế này? Bà xem này, bạn ấy làm được đấy ạ. Hiếu Hiếu ơi, ông hàng xóm bên cạnh đang gọi bạn. Bạn ra xem bác ấy cần gì. Con chào bác ạ. Bà ngoại ơi, ông hàng xóm muốn mượn cái xẻng hót rác ạ. Con nói với ông ấy rằng ông ngoại không có nhà. Bà ơi, bà có xẻng hót rác không ạ? Có đấy cháu. Đây, cháu đưa cho ông ấy. Đúng đấy ạ, bạn ấy là một người giấy của cháu. Bạn ấy hành động được là do cháu có tâm cung kính mà. Cảm ơn cháu nhé, cháu ngoan lắm.
Bạn ấy còn được biểu dương nữa. Bà ngoại ơi, bây giờ cháu dạy bà làm sao để sử dụng người giấy nhé. Nếu sau này cháu không có ở đây thì bạn ấy có thể giúp bà. Bà phải thử bà nhé. Thực ra thì bà cũng không có nhiều việc để cần người khác giúp đỡ đâu. Mình bà làm cũng được. Bà ơi, bà nhanh ra mệnh lệnh cho các bạn ấy đi ạ. Hiếu Hiếu, các cháu giúp bà đi nhặt táo nhé. Vâng ạ. Người giấy nhanh nhẹn quá, hoàn thành công việc rất nhanh. Bà ngoại ơi, công việc đã hoàn thành rồi. Bà giữ gìn sức khỏe nhé, cháu về đây ạ. Cháu về bây giờ ư? Sao không ở thêm vài ngày nữa? Cháu về nhà vẫn còn việc phải làm ạ. Nhiệm vụ cháu hoàn thành rồi, bà còn việc gì không ạ? Cháu đợi một lát vậy, để bà gói cho cháu một ít táo mang về. Vâng ạ. Tại sao tôi lại chóng mặt thế này? Người giấy ơi, nhanh gọi Hiếu Hiếu đến đây. Nhanh. Chúng cháu còn lâu mới đi gọi Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu là cháu của bà mà còn không nghe lời của bà. Chúng cháu làm sao phải nghe lời của bà chứ? Chúng ta phải bướng bỉnh, chúng ta phải làm loạn, xới tung cái nhà này lên. Sao các cháu lại biến thành thế này chứ? Sao các cậu làm thế? Chúng tớ muốn được tự do, muốn tự làm những việc mà mình thích. Bà ơi, bà làm sao thế ạ? Bà chóng mặt quá, không biết là làm sao mà đột nhiên bọn trẻ này không nghe lời nữa. Bà ơi, bà đừng lo, cháu sẽ gọi Tiểu Sủng đến để nghĩ cách giải quyết. Cậu đây rồi, Tiểu Sủng. Bà ngoại bị đau đầu không được khỏe. Các bạn người giấy thì phát điên lên rồi. Các bạn ấy không nghe lời tớ. Sao cậu lại làm sự việc ra nông nỗi này chứ? Có phải cậu đã làm việc gì không có tâm cung kính không? Lúc nãy giúp bà ngoại nhặt táo xong thì tớ muốn về nhà sớm một chút. Hiếu Hiếu, người giấy chỉ nghe chỉ huy thì ta hoàn toàn có tâm cung kính. Cậu đã mất hết tâm cung kính thì các bạn ấy cũng mất hết khả năng khống chế bản thân. Ôi, tớ có tâm cung kính mà. Tớ muốn làm một đứa cháu có tâm cung kính. Các bạn không được phá sân vườn của bà. Chúng tớ muốn tự do. Chúng tớ muốn tự làm những việc mình thích. Chúng tớ không nghe lời cậu. Đừng náo loạn nữa. Trốn đi. Bà ơi, cháu xin lỗi ạ. Cháu không những không giúp được gì mà còn làm loạn cả lên, khiến bà bị ốm. Hiếu Hiếu, cậu nghĩ xem, bà ngoại thương cậu như vậy mà cậu lại qua loa hời hợt với bà. Tớ hối hận rồi. Bà bây giờ bị mệt thế này, tớ mới biết bình thường tinh thần của bà rất tốt. Nhìn thấy bà bị thế này, trong lòng tớ buồn lắm. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Thực ra là câu này muốn nói đến sự hiếu tâm, tâm cung kính. Cái mà người già, người lớn tuổi cần không phải là những việc đó. Tớ biết rồi, tớ sẽ chăm sóc bà. Bà khát nước quá. Bà ơi, cháu đi rót nước đây ạ. Các bạn đến đây làm gì? Các bạn đi chỗ khác đi, tôi phải rót nước cho bà. Chúng tớ sẽ không cho bạn đi rót nước. Rót nước rất nguy hiểm. Các bạn không được làm loạn. Tiểu Sủng đến rồi đấy. Chúng tôi là bóng của bạn. Bạn chính là chúng tôi. Tiểu Sủng không giúp gì được đâu. Tốt nhất chúng tôi sẽ thay thế bạn luôn. Không thể được. Chúng tôi sẽ ở luôn trong người bạn. Sau này không phải sợ nước. Đằng nào thì bạn làm được việc gì, chúng tôi cũng làm được việc đấy. Ngay cả lớn gọi người liền gọi thay. Người không có mình làm thay mà bạn còn không làm được, thì chúng tôi còn giỏi hơn bạn. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu rồi. Lớn gọi người liền gọi thay. Người không có mình làm thay, tức là muốn chúng ta phải kịp thời tận hiếu. Bởi vì người thương yêu chúng ta mà tuổi tác đã lớn, chúng ta sẽ rất nhanh phải rời xa họ. Nên chúng ta phải biết quý trọng sức khỏe của họ. Còn nữa, phải biết trân trọng thời gian ở bên họ. Mặc dù là người giấy, các bạn có thể thay tôi làm được rất nhiều việc, nhưng có một điều không thể làm được, đó là thay thế con người thật sự của tôi. Ôi, sao thế này? Chúng ta mất hết sức lực rồi.
Tiểu Sủng ơi, bà ngoại, bà ra đây lúc nào vậy ạ? Bà đã khỏe chưa ạ? Tớ và bà ngoại cứ đợi sự tỉnh giác của cậu. Kẻ thù thực sự chính là bản thân mình cậu ạ. Hiếu Hiếu, chúc mừng cháu đã chiến thắng được bản thân mình. Hiếu Hiếu, cháu nhanh gọi ông ngoại về nhé. Vâng ạ. Cái thằng bé này chạy nhanh quá. Bà ngoại ơi, ông ngoại đang bận ở ngoài vườn rau ạ. Bà cần ông làm việc gì, cháu có thể làm thay được không ạ? Tối nay, bà sẽ làm đồ ăn ngon cho cả nhà. Ôi, hay quá ạ. Các bạn nhỏ à, lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay. Ý nghĩa của câu này tức là dạy cho chúng ta đối với bậc lớn tuổi phải có hiếu tâm. Người lớn có việc sai bảo, phải kịp thời phản ánh lại. Ví dụ như khi đi gọi người mà người đó không có ở đó, thì chúng ta phải chủ động hỏi xem chúng ta có giúp gì được không nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hán Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Gốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.